Còn những bạn nếu mà không, nếu mà đá sau, chúng ta sẽ ngồi sang bên cạnh. Chúng ta sẽ không được vào sân nhá. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ chiếu vào đội là vào thì cô ấy sẽ có trang phục đầy đủ nhá. 4C và 4D chuẩn bị và 4D và 4E chúng ta sẽ sang bên cạnh. Chúng ta quan sát các bạn nhá. Nào bây giờ mời hai đội 4D và 4E, 4D và 4C mời 5 cầu thủ ra sân nhá. Ta bắt đầu nhá. Một cầu thủ. Anh em mình ngồi đây là tí nữa rất bụi này. Đây là trận đấu giữa lớp 4D và lớp 4C. Lớp 4D với trang phục màu đỏ và lớp 4C với trang phục màu vàng. Và hiện tại thì số đang nghiêng về lớp 4D của cô Phạm Thị Trà với tỷ số là 1-0. Đấy. Ui giời, quá đấy, đấy thì bảo. Huấn luyện viên trưởng của lớp 4C có vẻ đã sốt ruột. Kết quả trận đấu bây giờ là 2-0 nghiêng, vẫn nghiêng về lớp 4D của cô Phạm Thị Trà. Mặt quần người cũng không sao cả. Ô, bạn kia này. Trận đấu này rất là vui. Mặc dù các bạn có mặc quần ngược một chút nhưng vội không sao cả. Thế này là ngôi chúc vô địch cho số 4 rồi. Thủ môn của lớp vấn đề rất là xuất sắc. Thua là hết hy vọng luôn. À, đây là thủ môn của lớp 4C chứ. Môn lớp 4C rất xuất sắc. Cho đá thôi thì cho bắt. Bạn này học tốt không? Thằng này đuối không? Học. Nó đuôn chơi được chuyển cái bộ và nó phạt. Đá bóng này nha, chọn thứ nhất là chọn chiếc quả. Nó còn có trường hợp đặc biệt thì mình cũng không nói, nhưng mà thường là phải thông minh.
quá anh chị. Tháng 5 quân thì tháng thứ 16 giờ.
Kết thúc trận đấu giữa lớp 4 B và lớp 4 gì nhỉ? B đúng không? Và tỷ số nghiêng về lớp 4D là 5-0. Đâu? 7-0. Huấn luyện viên Phạm Thị Trà. Kết quả chung cuộc là 6-0 nghiêng về lớp 4D của cô Trà.